Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp xanh đang dần trở thành xu thế khi mà áp lực lên ngành nông nghiệp ngày càng gia tăng. Người nông dân không chỉ tìm kiếm các giải pháp hiệu quả mà còn ổn định lâu dài. Trong đó, nông nghiệp hữu cơ không sử dụng những loại phân bón, hóa chất gây hại tới môi trường đang được nông dân hướng tới. Trang trại này nuôi hàng chục con bò thịt, mỗi ngày lượng chất thải gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Nhưng từ đầu năm 2022 đến nay, trang trại đã được một doanh nghiệp tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động thu gom tất cả lượng phân bón để trộn, thân cây gỗ, mùn cưa, đất khoáng và các chế phẩm, sau đó cho vào máy nghiền trộn đều. Với tỷ lệ hữu cơ cao và đủ các chất đa vi lượng, vì vậy giúp cho cây trồng phát triển bền vững. Cái mật độ rễ ra đan ở trên mặt luống là nó nhiều hơn và rễ nó ra chùm và trắng hơn so với cả những cái luống mà bọn mình đang sử dụng phân hóa học. Chất lượng quả thì là ăn nó có độ ngọt mà độ thơm hơn. Cái cây thanh long này thì ăn phân hữu cơ thì nó độ bền nó hơn so với cả phân hóa học. Tôi cấy hơn 2 sào thì là được công ty là hỗ trợ hoàn toàn tất cả phân. Té đúng một lần cấy được khoảng 20 ngày không phải té cái gì nữa. Đạm thì phải té 3 lần. Tôi cảm thấy lúa rất là đẹp mà nó cứng cây. Kể cả phun thuốc sâu thì hầu như cũng đỡ luôn so với các phân kia. Mua phân đạm thì phải tốn gần gấp rưỡi luôn cái này. Với mong muốn lan tỏa mô hình sử dụng phân hữu cơ để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nông dân cũng như nâng cao hiệu quả giá trị sản xuất, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã giúp nông dân trồng thanh long, rau màu, lúa ở các xã lân cận sử dụng miễn phí hàng trăm tấn phân. Theo đánh giá của bà con, sử dụng phân hữu cơ này cho hiệu quả cao, cây trồng phát triển hơn bón các loại phân vô cơ. Với công nghệ nhà chậm giúp bà con tiết kiệm chi phí phân bón, chi phí nhân công và đặc biệt là sản phẩm hữu cơ giúp cho việc cải tạo đất được hiệu quả hơn. Vì vậy, với đa phần các loại cây như lúa, rau màu, chỉ cần bón một lần một vụ đã đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây mà không cần bón thêm các loại phân bón hay giá thể khác. Phân này ấy, là nó là theo phương pháp là nhà chậm, ý là khi bị mưa xuống nó sẽ không bị rửa trôi và nó sẽ cung cấp cái nhu cầu dinh dưỡng của cây nó cần. Khi nào mà cây nó cần cái chất gì thì nó sẽ gọi là tìm đến cái màng bao bọc của cái chất dinh dưỡng đó. Việc sản xuất và sử dụng loại phân hữu cơ này sẽ góp phần giải quyết được vấn đề chất thải chăn nuôi, phụ phẩm trồng trọt và quan trọng hơn đó là cải tạo đất, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như tạo ra các nông sản an toàn.